cứu thành công trường hợp đứt lìa cánh tay phải phức tạp của em bé 5 tuổi. Phòng tránh kịp thời nhiễm trùng đường tiêu hóa khi ăn uống dịp lễ Tết để giảm thiểu những biến chứng nguy hiểm. Chủ động dự phòng HPV ở du học sinh, phụ huynh cần quan tâm nhắc nhở con em từ xa. Quen thuộc của chương trình Alo Doctor, Tấn Nga rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút sắp tới. Quý vị cũng có thể quét mã QR đang hiển thị trên màn hình để xem lại những số đã phát sóng và tương tác cùng với chương trình. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, vào lúc 4 giờ chiều qua, trung tâm đã nhận được 8.100 liều vaccine 5-trong-1 được Bộ Y tế cung cấp. Theo HCDC, 8.100 liều vaccine 5-trong-1 này bắt đầu được cấp phát cho các quận huyện vào sáng nay. Ngành Y tế toàn thành phố sẽ tổ chức tiêm vaccine này cho trẻ bắt đầu từ ngày 2 tháng 1 tới đây tại tất cả các trạm y tế phường xã. Dự kiến thành phố sẽ có khoảng 7.500 trẻ từ 2 đến 18 tháng tuổi chưa từng được tiêm mũi vaccine này sẽ được tiêm trước, sau đó sẽ triển khai tiêm cho trẻ tiêm mũi 2, mũi 3. Thưa quý vị, Bệnh viện Nhân dân Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh vừa cấp cứu và điều trị thành công cho sản phụ mang thai ở tuần thứ 29. Thai kỳ bị hội chứng HELLP do tiền sản giật nặng kèm hội chứng nguy kịch hô hấp cấp. Hội chứng HELLP là một trong những biến chứng nguy hiểm rất là hiếm gặp trong thai kỳ, bao gồm tán huyết, tăng men gan và giảm tiểu cầu. Sau 14 ngày điều trị thì tình trạng suy hô hấp và tổn thương thận cấp của sản phụ được phục hồi ngoạn mục, tổn thương gan và các tình trạng khác đều ổn định. Một thông tin khác, thưa quý vị, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh huy động hai phòng mổ song song để nối lại cánh tay phải cho bé gái 5 tuổi bị đứt lìa do áo khoác cuốn vào xe máy. Đây là trường hợp đứt lìa cánh tay phức tạp với cơ chế vận xoáng và giật đứt lìa cánh tay nên mô mềm bị dập nhiều, gây mất đoạn mạch máu ở cánh tay kèm gãy hai xương cẳng tay phải. Thời gian vàng để cứu cánh tay đứt lìa khoảng 6 tiếng, trong khi bé được chuyển viện đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình khoảng 5 tiếng đồng hồ, ekip trực đã chạy đua với thời gian để cứu cánh tay cho bệnh nhi. Thay vì mổ hở truyền thống, Bệnh viện Ung bướu của Hà Nội đã tiến hành phẫu thuật bằng phương pháp mổ nội soi qua các lỗ tự nhiên không đường rạch. Bệnh nhân đã 73 tuổi bị ung thư đại trực tràng di căn, ca mổ diễn ra thuận lợi trong 3 tiếng. Sau mổ khoảng 6 tiếng, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy và sau 24 giờ được hướng dẫn tập đi, phục hồi chức năng. Phương pháp này giảm đau sau mổ tốt hơn, vận động sau mổ và hồi phục sớm hơn. Bên cạnh đó, người bệnh gần như không có sẹo mổ, do đó bảo đảm tính thẩm mỹ hơn. Thưa quý vị, dịp lễ Tết, nhiều người dân cần cẩn trọng trong việc sử dụng rượu bia. Đặc biệt, hiện trên thị trường có nhiều loại rượu methanol làm giả thành các loại có nhãn mác nổi tiếng. Việc sử dụng loại rượu này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người sử dụng, thậm chí là tử vong. Thời điểm nhập viện, các bệnh nhân này đều trong tình trạng rối loạn tri giác, bắt đầu có biểu hiện suy hô hấp. Đáng chú ý, các biểu hiện ban đầu của ngộ độc methanol giống như say rượu nhiều khiến các bệnh nhân chậm nhập viện. Sáng ra thì thấy nó xỉn thôi, cứ nghĩ là nó chỉ còn xỉn lại của ngày hôm qua thôi. Trong ngày hôm đó thì em có nằm ngủ, nói chung từ sáng đến chiều luôn, thì mới thấy nó lạ lạ. Tại vì bình thường trước đây có xỉn thì cùng lắm là tới trưa hoặc chiều hết thôi. Nhưng cái này vẫn còn cảm giác y vậy luôn. Mình nói, tự nghĩ trong bụng nói sao 4-8 tiếng đồng hồ mà rượu vẫn còn. Các triệu chứng như là đau đầu, buồn nôn, rồi khó thở, kèm theo là giảm được cái thị giác là những biểu hiện sớm, nhưng mà nó lại trùng lắp vào những trường hợp mà uống rượu quá nhiều, nhưng mà với số lượng rượu mình uống ít mà xuất hiện những cái triệu chứng đấy thì cũng thứ nhất là đến một cái trung tâm y tế gần nhất để được sơ cứu và tư vấn. Ngộ độc rượu do methanol xảy ra rất nhanh và nguy hiểm. Đối với ca nặng, thời gian từ khi uống tới khi tử vong vì ngộ độc rượu có thể diễn ra trong chưa đầy 24 tiếng. Trường hợp mức độ nặng, nguy cơ tức là thứ nhất là bệnh nhân là có hôn mê sâu do phù não, tổn thương các cơ quan trong não, kèm theo tức là sẽ có một cái nhiễm toan mức độ nặng và nó sẽ ức chế hô hấp, bệnh nhân có thể suy hô hấp, từ suy hô hấp dẫn đến một cái trụy mạch.
Các bác sĩ cảnh báo người dân cần cẩn trọng trong việc sử dụng các loại rượu không rõ nguồn gốc. Khi có những biểu hiện bất thường, cần đến sớm cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời. Gần đây thì tổng đài của Alo Doctor đã nhận được thắc mắc như sau. Dịp cuối năm tôi phải thường xuyên đi gặp gỡ và ăn uống tại các nhà hàng. Nhưng tôi lo lắng không biết là nếu mình bị ngộ độc thì có biểu hiện gì, có khác gì so với việc bị đau bụng thông thường hay không. Tiếp nhận câu hỏi này của khán giả, bác sĩ sẽ trả lời ngay sau đây. Khi bị nhiễm trùng đường tiêu hóa thì mình sẽ có dấu hiệu là thứ nhất là có thể sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy mà thường sẽ không đáp ứng với thuốc cầm tiêu chảy thông thường. Hầu như là mình nên làm xét nghiệm, tại vì có những trường hợp nó không hề có sốt, thậm chí là nó không có đau bụng luôn, chỉ có tiêu chảy một xíu thôi nhưng mà người ta đã vô sốc nhiễm trùng rồi. Thời gian vàng để mình điều trị cái bệnh này tốt nhất là đến bệnh viện trong vòng 24 tiếng. Khi mà nhiễm trùng đường ruột mà mình để lâu mình không có điều trị thì nó sẽ làm cho mình có nguy cơ thứ nhất là sốc do mất nước, mất dịch, rối loạn điện giải, rồi sốc nhiễm trùng, có thể tụt huyết áp và tử vong. Để điều trị thì thứ nhất là mình sẽ phải bù dịch và điện giải. Cái thứ hai là phải dùng kháng sinh để điều trị trong trường hợp mà nó có vi trùng. Đúng là phải ăn uống khoa học, tức là ăn chín uống sôi, tránh ăn đồ sống, tránh ăn đồ nhiều dầu mỡ, chua cay, mấy cái đó đều làm cho ảnh hưởng đến đường tiêu hóa. Phòng ngừa HPV là một trong những vấn đề y tế được thế giới quan tâm. Nhiều quốc gia rất coi trọng việc dự phòng HPV cho học sinh cả nam và nữ để phòng ngừa các bệnh nguy hiểm do virus này gây ra. Hồ Công Thành hiện đang học cấp 3 tại Singapore. Ở Singapore, nhà trường và xã hội đặc biệt quan tâm giáo dục về HPV cho cả hai giới. Tuy nhiên, do thời gian chờ đợi lâu và đặc biệt chi phí cao hơn ở Việt Nam, nên gần đây, trong kỳ nghỉ lễ về Việt Nam, Thành đã nhờ mẹ đăng ký dự phòng HPV tại Hà Nội. Ở Singapore, mình cũng được thầy cô và các bạn nói về việc là độ nghiêm trọng của virus HPV. Và thầy cô và các bạn cũng bảo với các khuyên mọi người là phải đề phòng đầy đủ HPV. Những cái buổi chào cờ thứ hai hàng tuần ở trường thì nhà trường cũng sẽ có những cái slide, những cái video thuyết trình khá là hay để cho học sinh hiểu rõ hơn về HPV. HPV là một loại virus gây u nhú ở người, là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến hiện nay. Rất có thể người bệnh sẽ bị mắc HPV trong cuộc đời nhưng không có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào. Hiện chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu HPV. Do đó, dự phòng HPV cho thanh thiếu niên cả nam và nữ là biện pháp phòng bệnh tiết kiệm và mang lại hiệu quả tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới hiện nay. Thời lượng của bản tin Alo Doctor xin được kết thúc tại đây. Nếu có thắc mắc nào, quý vị và các bạn hãy gọi ngay về hotline của chương trình 1900 96 9600 hoặc quét mã QR để có thể đặt câu hỏi cho chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.